Chị rất là thích đôi giày này của em. Của Balenciaga. Cái đôi giày này Balenciaga là không phải là ai cũng có thể đi được. À thế à? Em lựa chọn đôi giày này cũng khá là ấn tượng với em. Tại vì thật sự là phải là một cái người biết về thời trang mới có thể dám đi cái đôi giày này lên chân của mình. Em thích Trịnh Triệu. Con đường mà để cho em có vẻ mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, điên hơn nó đến đâu rồi? Nó cũng tương đối. Mà cái đôi giày này là ở một cái shop nào đó trên đường Trần Quốc Toản đúng không? Không ạ, của Balenciaga. À thế ạ? Là em có tìm hiểu rồi đúng không? Ngày hôm nay cái bộ trang phục này của em là em tự style cho mình hay là em có stylist? Em tự style ạ. Cái đôi giày này của em của Balenciaga là không phải là ai cũng có thể đi được. Chị cũng rất là thích đôi giày này. Nó khá là đúng rồi, nó khá là kén người và khá là kén style ấy. Là bởi vì chị cũng thích cái đôi giày này nhưng mà chị vẫn chần chừ, chị chưa mua. Không phải là bởi vì cái giá trị của nó mà tại vì chị đang cảm thấy rằng là nó thực sự là khó để mà mình có thể phối cái style này. Và ngày hôm nay em lựa chọn đôi giày này thì chị cũng khá là ấn tượng với em. Vì thật sự là phải là một cái người biết về thời trang, yêu thời trang mới có thể dám đi cái đôi giày này lên chân của mình. Em nghĩ là mình cần một cái gì, điều gì đó nó khác hơn. Nó khác so với Tuấn Ngọc nhạt nhòa trước đây. Bởi vì em thấy mình nhạt quá. Em xuất thân thì là người mẫu từ ngoài Bắc thì gọi là tiếp xúc thường là những cái thời trang nó bình thường ấy, nó kiểu là polo, gọi là vest, nó là các thứ và nó kiểu rất là nhạt nhòa và em nghĩ rằng là mình sẽ bị cứng nếu như mình nóng khung. Em có đang làm nhiều job không? Kinh tế của em có ổn hay không? Nếu mà so về thị trường ngoài miền Bắc thì em nghĩ rằng là mình là một trong những người mẫu cũng tương đối nhiều job nhất trong những gọi là mẫu nam ở ngoài Hà Nội. Áo lúc của em ngày hôm nay là em có khả năng sắm sửa cho mình như thế để mỗi khi em có thể xuất hiện ở ngoài đường. Chị cũng biết là với model nam á, thì nó sẽ hơi khó khăn cho các bạn hơn. Cho nên là khi mà em xuất hiện với một cái outlook như này thì chị rất là kiểu là mình wow á. Cho nên là chị muốn đặt một cái vấn đề rất là thẳng thắn và trực diện với em là kinh tế của em hiện tại như thế nào? Em nghĩ là ổn ạ. Mục đích em đến với The Face thì em muốn cái gì hơn nữa? Thật ra là ổn nhưng mà em nghĩ rằng là cái việc mình làm người mẫu nhưng mà nó cứ đều như này thì so với những nghề khác thì là có thể là mình càng làm thì mình càng lên những vị trí cao hơn, mình càng làm mình có thể mình chuyên môn về cái điều đó hơn đó. Còn so với người mẫu, nếu như chúng ta không nắm bắt cơ hội và để cái tuổi trẻ nó qua đi thì ví dụ như là tầm 25, 26, 27 tuổi thì gọi là cũng khó cạnh tranh hơn so với các bạn trẻ, vì các bạn trẻ bây giờ các bạn cao đẹp nhiều lắm. Chị thì chị không thấy em nhạt nhòa. Chị nghĩ là vấn đề lớn hơn mà mọi người thấy ở em đó là em đang cố tỏ ra mình rất là hoàn thiện ở trong tất cả mọi thứ. Nghĩa là mình khá là tròn trịa trong tất cả mọi thứ em show ra ấy. Nếu như mà mình có thể thẳng thắn với nhau thì em cảm thấy là có những điều gì ở em chưa được hoàn thiện. Cái điều mà mình cần hoàn thiện thì rất là nhiều. Nhưng mà nổi trội nhất thì tất nhiên là về vấn đề người mẫu thì em nghĩ rằng ngoại hình cần phải cải thiện thêm về cái vấn đề mà body. Đấy là một phần. Như chị bảo là em luôn luôn tìm một cái điều gì đó nó hoàn hảo. Cho nên là khi mà em tham gia bất cứ một cái điều gì, một sân chơi nào đó thì em luôn luôn muốn làm tất cả mọi thứ, muốn gọi là figure out tất cả những cái viễn cảnh mà trong tương lai mình sẽ phải làm như thế nào và mình phải chuẩn bị tất cả những cái điều đó. Và đôi khi nó định hướng cái suy nghĩ của mình, nó định hướng cái tình cảm. Tức là kể trong cách mà bạn trình bày vấn đề ấy, nó cũng rất là cứng. Cho nên là lời khuyên đầu tiên ha, chưa biết là mình sẽ tiến xa tới đâu, có gặp nhau ngày mai hay không, nhưng mà lời khuyên đầu tiên, thả lỏng ra mà mình bay bổng hơn, coi như là máu hết mình trong cuộc chơi này đi, thử một Tuấn Ngọc ở một phiên bản khác, một khía cạnh khác mà em chưa từng thử. Vâng, sẽ cố gắng.